Ok, hôm nay chúng ta học Unit 1, bài 1, Lesson 2, bài tập số 2, My Friends, những người bạn của tôi, Listen and Point, nghe và chỉ tay. Repeat, đọc theo. A, listen and point. Repeat. 1. The USA. 2. The UK. 3. Italy. 4. India. 5. Japan. 6. Alpha. The USA. The USA. Nhớ cái chữ A này mình sẽ đọc là say nha. The USA. The USA. Tất cả luyện đọc cho cô đi. Há cái miệng ra đọc đi. The USA. 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 Há miệng to ra đọc bài đi. The USA. Đúng rồi, không đọc mà không biết, không có nhớ được cái từ đấy đâu. The USA. The USA. The USA. Đố các bạn nước gì đây, lá cờ của nước gì? Giỏi, nước Mỹ. The USA. The USA. The USA. The USA. The USA. The UK. 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 Đó có bạn lá cờ của nước gì? Nước gì? Lá cờ của nước gì? Ai biết? Nước Anh. The UK. The UK. The UK. Nước Anh. Italy. 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 Đố các bạn lá cờ của nước. Ý. Giỏi. Italy. 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 Nước Ý. India. 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 Nước gì? Ấn Độ. Ấn Độ, chính xác. India. 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 Nước Ấn Độ. Japan. Japan. Đọc nhiều lên. Japan. 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 Japan.
Japan. Nước Nhật Bản. Japan. 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 Mình quên nhìn cái gì đấy? Japan. 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 Nước Nhật. Nước Nhật. Alpha. 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 À, nước alpha. 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 Nào một cái nước mà ngoài hành tinh của chúng ta. Alpha. 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 Vậy thì chúng ta bài học của chúng ta có một cái nước ở ngoài hành tinh các bạn. Rồi vậy thì các bạn chú ý. Rồi đọc lại cho cô. The USA. The USA. The USA. The USA. Nước Mỹ. Nước Mỹ. The UK. The UK. The UK. The UK. Nước Anh. Nước Anh. Italy. 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 Nước Ý. Nước Ý. India. 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 Nước Ấn Độ. Nước Ấn Độ. Japan. 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 Nước Nhật. Nước Nhật. Alpha. Không đọc kéo dài. Alpha. 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 Nước Alpha. Nước Alpha. Rồi, lát nữa các bạn viết bài mà cho cô. Ở dưới đây là nước gì? Nước Mỹ. À, nước Mỹ. Nước Úc. Nước Mỹ nha. Rồi, the UK. Nước gì? Nước Anh, không được phát biểu linh tinh nha. Rồi, Italy. Nước gì? Nước Ý. India. India. Nước Ấn Độ. Japan. Japan. Nước Nhật Bản. Alpha. Nước Alpha. Nước Alpha. Ok. Hồi chưa lát nữa các bạn tự nhớ chứ sao mà cô để đó. Đây, chúng ta đọc Play Guess. Chơi trò chơi đoán. Ở đây giáo viên sẽ để lên 3 hình và giáo viên sẽ úp xuống. Thì giáo viên sẽ hỏi là number 3, đố các bạn hình số 3 là nước gì? Hình số 3. Thì bạn này trả lời Japan là nước Nhật. Giáo viên nói yes, đúng rồi. Hiểu không bạn? Đó là cái cách trò chơi play guess, là chúng ta chơi đoán. Đoán xem nó là hình gì. Khi mà giáo viên vừa gắn ba cái hình lên cho các bạn nhìn, rồi úp xuống, rồi sẽ chọn ra một cái số cho các bạn. Các bạn sẽ đoán cái hình đó là hình gì. B. 1. Listen and practice. Listen and practice. Nghe và luyện tập. Rồi các bạn luyện tập 2 từ 4 câu này cho cô. Where are you from? Where are you from? Đọc mạnh lên. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm from the USA. I'm from the USA. I'm from the USA. I'm from the USA. Đọc nhanh không kéo dài. I'm from the USA. Tôi, bạn đến từ nước nào thì trả lời tôi đến từ nước Mỹ. Where is she from? Where is she from? Where is she from? Where is she from?
Sao cô thấy có ba bạn không đọc á? Where is she from? Where is she from? Where is she from? Cô ấy đến từ nước nào? She's from Japan. She 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 from Japan. Cô ấy đến từ nước Nhật, tức là cô ấy ở Nhật đó. Rồi dịch ra cho cô, where are you from là bạn đến từ đâu? À, bạn ở nước nào? À, bạn từ đâu đến á? I'm from the USA. Tôi ở nước gì? Tôi ở nước Mỹ. Nước Mỹ. Rồi câu dưới, where is she from? Where là cô ấy from? Cô ấy đến từ cô ấy ở nước nào? Trả lời, she from Japan. Cô ấy ở nước Nhật. Bạn quay là nước Nhật, được chưa? Nhiệm vụ của các bạn là đọc những câu này thuộc và viết vào, luyện viết cho thuộc nha. Ok. Rồi bây giờ nhiệm vụ của bạn làm bài tập fill in the blanks, điền vào chỗ trống, practice và luyện tập đọc các câu. Câu số 1. Where are you from? Cả lớp đọc. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Ở nước nào? Ừ, câu này trả lời sao đây? I'm from India. I'm from India. I'm from India. Tôi ở nước Ấn Độ. Where is she from? 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 Cô ấy ở nước nào? Cô ấy ở nước nào? She from nước gì đây? She from nước là gì? Eat. Hả? Eat. Phải nước gì? Italy. Italy. Rồi đó là đọc. She from Italy. She from Italy. Đọc nhanh lên. She from Italy. She from Italy. She from Italy. She from Italy. Nhanh hơn. She from Italy. She from Italy. Cô ấy ở nước Ý. Where gì đó? Where? Mà ở bên đây người ta nói là am. Vậy ở chỗ này. Where? Where gì? Where? Có chữ U này, chữ gì? Where are you from? Yeah. Where are you from? Where are you from? Cả lớp đọc. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Bạn ở nước nào? Bạn ở nước nào? Trả lời, I'm from the USA. SA chứ phải SA nha. Cô dạy rồi mà. I'm from the USA. I'm from the USA. I'm from the USA. Không có kéo dài nha. I'm from the USA. I'm from the USA. I'm from the USA. Tôi ở nước Mỹ. Câu số 4. Where is he from? Where is he from? Nghe cho rõ. Where is he from? Where is he from? Anh ấy ở nước nào? He's from nước gì đây? Japan. Japan. Đó là đọc. He's from Japan. He's from Japan. Đọc lại. He's from Japan. He's from Japan. Anh ấy ở nước Nhật Bản. Rồi lát các bạn viết các câu này vào cho cô nha. Dạ. Có cần dịch không? Dạ không. Cái câu này quá dễ rồi. Đúng rồi. Rồi qua bài này coi xem. C 1.
Listen and repeat. Listen and repeat. Nghe và đọc theo. India. Alpha. Alpha. Đọc lại. India. India. Alpha. India. Alpha. India. Alpha. Two. Chant. India. Alpha. India. Alpha. Rồi các bạn nhìn cái chữ E ngược này, người ta đọc là ơ. Chú ý đây là cái âm để người ta chỉ cho mình đọc. Nhìn thấy cái chữ E ngược này các bạn đọc là ơ. Nhớ chưa? Nhớ không các bạn? Đây ta gọi là âm, cái âm của nó nha. Ơ. Vậy cái chữ A này sẽ đọc là ơ. India. India. Alpha. Alpha. Chứ mình không đọc alpha nha. Alpha. Alpha. India. Alpha. Ok ha. Rồi mình đã xong bài trang. Các bạn xem bài đọc không? One. Chờ một xíu à. Ok. Rồi bây giờ chúng ta qua câu chuyện nha. Các bạn chú ý câu chuyện này. D. One. Look and listen. Look and listen. Nhìn và nghe. Bây giờ các bạn nhìn hình đi. Nếu các bạn nghe câu chuyện cho các bạn hiểu không nha. Where are you from? One. Where are you from, Alfie? I'm from Alpha. Can you see the word? This is an example. Now listen and write. Two. Where are you from, Tom? I'm from the USA. USA? The United States of America. The USA. Three. And Nick, where's he from? He's from the UK. UK? The United Kingdom. The UK. Haha, they sound so funny. Wow! Rồi các bạn ơi, ở bài học này á là xuất hiện một cái bạn ở ngoài hành tinh. Bạn đấy ở hành tinh gì các bạn nhớ không? Nước gì biết không? Alpha. Bạn ấy tên là Alphi. Nhớ nha. Đó là mình đã học từ bữa giờ đó. Alphi. Nhớ bạn này Alphi, màu xanh lè, xanh lét nha. Và bạn ấy ở nước gì ngoài hành tinh là Alpha. Ok. Bây giờ chúng ta luyện đọc cái bài để coi xem bạn nói gì nè. Narrator, các bạn đọc theo cô lẹ đi. Narrator. Narrator. Người kể chuyện. Where are you from? Where are you from? Bạn ở nước nào? Rồi bạn Tom nói chuyện với Anh Phi nè. Where are you from, Anh Phi? Where are you from, Anh Phi? Có ai đọc kịp không? Where are you from, Anh Phi? 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 Bạn ở nước nào vậy, Anh Phi? Bạn ở nước nào vậy, Anh Phi? I'm from Alpha. I'm from Alpha. Đọc nhanh dùm cô thấy có cái miệng không mở ra đọc ấy nha. I'm from Alpha. I'm from Alpha. Tôi ở nước Alpha. Tôi ở nước Alpha. Where are you from, Tom? Where are you from, Tom? Bạn ở nước nào vậy, Tom? I'm from the USA. I'm from the USA. Tôi ở nước Mỹ. USA. 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 Nước Mỹ hả?
Rồi coi bạn Tom bạn đọc dài nè. The United. The United. The United. States. State. Of. America. Of America. Of America. Cô đọc nhanh nha. The United States. United States. The United States. The United of America. Of America. Of America. Of America. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cái nước Hoa Kỳ á. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Trung Quốc Hoa Kỳ. The USA. USA. Viết tắt là the USA. The USA. The USA. Rồi coi bạn nói chuyện tiếp nè. And Nick. And Nick. And Nick. And Nick. Và Nick thì sao? Where's he from? Where's he from? Where's he from? Where's he from? Cậu ấy ở đâu? Nước nào? Cậu ấy ở nước nào? Cậu ấy ở nước. He's from the UK. He's from the UK. He's from the UK. He's from the UK. Cậu ấy ở nước Anh. Cậu ấy ở nước Anh. UK. 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 Nước Anh hả? The United. The United Kingdom. Kingdom. The United. The United Kingdom. Kingdom. Nước Anh. Nước Anh. Viết tắt là the UK. The UK. The UK. The UK. Ha ha. Ha ha. Ha ha. They sound. They sound so funny. So funny. They sound. They sound so funny. So funny. À, chúng nghe có vẻ vui đấy. Chúng nghe có vẻ vui quá nhỉ? Wow. 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 Ái chà chà. Hoặc là chào ơi. Đó bạn khoe cái máy của bạn á. D. 2. Nghe. Listen. And write. Listen and write. Bây giờ nhiệm vụ của các bạn nghe và viết chữ. Bây giờ có nghe được không? Dạ được. Xem viết được không nha? Bắt đầu. Where are you from? Đấy, nghe không? Look at the pictures. Listen. There is one example. One. Where are you from, Alfie? Where are you from, Alfie? Alfie, bạn ở nước nào vậy? I'm from Alpha. I'm from Alpha. Tôi ở nước Alpha. Can you see the word? This is an example. Now listen and write. Bây giờ tới lượt các bạn nè. Two. Where are you from, Tom? Where are you from, Tom? Bạn ở nước nào vậy, Tom? I'm from the USA. Chị có biết? I'm from the USA. Có ai biết viết từ the USA không? Tôi ở nước Mỹ. USA. USA. The United States of America. The United States of America. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. The USA. The USA. Three. And Nick. Where's and Nick he from? Where's he from? Go A. Ở nước nào? He's from the UK. He's from the UK. Cậu ấy ở nước Anh. UK. UK. The United Kingdom. The UK. The United Kingdom. Huh. The United Kingdom. The UK. Huh. They sound so funny. They sound so funny. Chúng nghe có vẻ vui quá nhỉ? Wow! Wow! Ok. Nhiệm vụ số 3. Practice with your friends. Hãy luyện tập với người bạn của mình. Where are you from, Alfie? I'm from gì? I'm from... Alfie ở đâu? Alpha. Tôi ở nước Alpha. Where are you from, Tom? Bạn ở đâu? I'm from. I'm from. Bạn Tom ở nước nào nhớ không? The USA. The United States. Of America. Of America. And Nick. And Nick. Và còn Nick thì sao?
Where is he from? Where is he from? Cậu ấy đến từ nước gì? Cậu ấy đến từ nước gì? He's from? He's from the UK. The United. The United Kingdom. Kingdom. Ha ha. They sound so funny. Wow. Okay. Rồi vậy là chúng ta đã luyện tập xong rồi. Vậy các bạn chỉ tay vào cái phần này. Các bạn tự luyện đọc được không? Tự luyện được không các bạn? Dạ con. Câu số 1, where he's from? He from the UK. Là cậu ấy đến từ nước Anh. Rồi where she from? She from the USA. Where she from? She from India. Where is he from? He from Alpha. Where is she from? She from Japan. Where is he from? He's from nước gì? Nước gì? Hả? Ai biết nước mày nước gì? Italy. Nước Ý. Nhớ nha. Rồi các bạn viết cho cô 6 câu này. Cuối cùng là chúng ta có trò chơi play guess the picture. Thì một bạn chúng ta cô giáo ngắm ở trên bảng một tấm hình, một bạn đứng lên trên quay xuống không được nhìn tấm hình đó và phải đoán. Cả lớp đọc where are you from thì bạn đó phải trả lời I'm from cái nước gì được gắn trên bảng á. Ha. Trả lời đúng là yes, sai là no. Okay.